Hi, hello, xin chào các mọi người đã quay trở lại với kênh của Hành Nhã Vlog. Thì mình là Toàn nha mọi người. Thì hôm nay thì mình ngồi tại đây mọi người. Thì mọi người cũng hiểu như thế nào tiếp theo rồi đó. Mình là, nói chung là mình là, đụng mình là mình căng tem à. Không có gì mà ngại nhưng thì có hoài có lợi mọi người. Mình chơi nguyên đám thì nguyên đám chơi lại mình. Kệ. Mình hà mình suy nghĩ cái gì đó nó độc nữa mình chơi nữa chứ không có gì mà phải lo hết mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một video cũng như là một tình huống khá là đặc biệt mọi người. Bây giờ thì hồi nãy thì mình có cũng đặt cái quay sẵn rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ vô trong. Mình lụm thôi mọi người. Với lại mình sẽ chạy lên ba mình lấy một cái món đồ cho anh. Mà đồ này đồ diễn nha mọi người. Đó thì hôm nay thì mình chạy trọng lên chảnh lấy cái đồ xuống mọi người. Thì mình sẽ vô trọng. Ok mọi người nhớ đón xem hết video. Video này khá là hay mọi người. Video căng tem nha. Mọi người nhớ đón xem nha. Đi thôi mọi người. A few moments later. Rồi. Okay, come on, thank you. Mày có bị điên không mày? Cái gì? Lâu quá, còn lâu quá đi. Ok, đi anh ơi. Sao hôm nay ngồi không? Anh xì rồi. Hải đó xin đi. Khó cho qua. Chào mày quen đi. Thấy không? Vậy ra chỉ ông nội là kiểu vô đi ba ba. Mày mấy mày ngồi đó đi coi đi, đâu ở đây làm. Làm gì? Muốn gì anh? Cảm xúc như thế. Qua đây không hưởng tay ba ơi. Xe cộ của người ta đó. Đáng chan chan. Không nhưng mà mày qua đây mới được. Để anh thưởng tay bên đây nè, anh làm cho. Không cũng được, mà qua đây nè mới được. Ba này quá hoàng dữ trời. Thôi để danh đi, anh hẹn anh coi thôi rồi. Anh tập luôn nè. Anh tập đẩy luôn cho anh thôi. Đẩy rồi đây. Để danh đi anh hẹn. Tin tưởng không? Danh nó mới ấy hơn, danh nó quen hơn. Thử rồi. Em ghen tiếng đừng bắt em nói nhiều. Rồi, em dẫn anh nè. Rồi vô. Rồi đẩy rồi. Hả? Đẩy rồi ba. Anh lấy gì mà nội em để được á. Đẩy nè, vô. Không vô. Thôi để em luôn. Rồi, hai ba là, hai ba. Cái gì vậy?
Dỡ hoài vô này mày đó. Anh làm được. Thôi vậy nè, mày quỳ gối xuống đây cái tao chọt chọt mày vươn quay đầu. Giống rồi, giống rồi. Vào giỏ vậy. Hai đứa đi giỏ. Thử coi đi. Anh này nãy anh mày. Làm được mà. Ôi được. Anh nói được. Đi thôi. Ủa chị này diễn con cây ha đậu. Ờ mới học mà nói thiệt mà giỡn hoài. Mới học con mới, hồi đó đi diễn ba cây và diễn cây mới quá trời. Mới tân rồi. Anh xin lỗi mấy cái giờ. Mới mới tân luôn. Về vậy nè. Giá nhờ không? Đàng hoàng đi chứ cũ đi. Tại cũ không? Ờ nè giả bộ nè. Hai. Cũ nè. Đó, thấy không? Ôi bạn gian mày. Đẩy vô, đừng đi xuống vậy, đẩy vô. Mày để xuống làm nha quay. Làm nó phải có tâm với người nha. Anh nghe quýnh hẹn ơi, để đi làm trên trôi mà anh mệt anh. Đẩy vô vậy đây, đẩy vô. Đẩy vô luôn á. Rồi đẩy. Đẩy vô á. Đúng rồi. Con cây à, đẩy vô á. Đẩy vô cũng hổng đâu Huy. Không bây giờ nè, hồi đó cây mình đẩy xuống không, giờ đẩy ngược lên. Đúng rồi. Đúng rồi, vô nè. Đúng rồi, nó tập lên mông gì. Rắn là xịt để cho như phải mát mày không đẩy tôi gạt đầu luôn mà đẩy nghe dữ trời rồi à không được lại mày đẩy vô á đẩy xuống rồi thế rồi đẩy vô á đẩy vô đẩy vô đi từ xuống tao mới đẩy vô thôi mày với mày được mày vô mới đẩy được đúng không ờ đúng rồi đó đúng rồi đó nó chỉ kìa đúng rồi tin tưởng nó không coi lấy cái gì chỗ rồi chỗ nó cầm cái che cái này đây nè chưa được rồi để em xếp lại chưa à thì ra mày chọn cái chết rồi đừng để cái để đâu coi à. Cái này nó bắt cái sắt đâu mà đúng không còn gì đúng không đỡ đau đúng rồi đúng rồi đúng rồi nhẹ mà đâu. Đúng không chừng nó trơn á mà đỡ đau không nhẹ hay sao vậy? Mày muốn để sao dành ra để nhẹ rồi được rồi ủa sao không gồng vậy chứ nha diện ngắn tâm anh đẩy vậy nè anh đẩy từ từ kia đúng rồi từ từ thôi từ từ giống mọi chậm mọi đúng rồi đó đẩy từ vô cho nó cảm nhận nhưng không đúng rồi nè nó gật đầu nè không có lẽ đâu anh nè anh ha thôi bỏ thay chung kìa mẹ ra nó ghen đi quá mày hoài hai ba đẩy chưa đẩy như tao muốn tay nó chịu chưa mày đưa vô cuối hậu mày đi gì vậy sao giờ này mấy trời nắng rồi mấy nước trời về nắng rồi ngậm thì nó lấy công đấy nhức đầu hai ba chưa nó chưa có làm được nó đẩy này, này phải khớp nha anh em chưa thôi rồi đi qua đi đâu rồi qua ai đi làm đi nói vậy làm đi ba nó quằn ghê bởi chiếc cổ rồi gì giỡn vậy ba bởi chiếc cổ rồi ba mau giận kìa ơi bởi chiếc cổ rồi bởi chiếc cổ rồi ba mau giận kìa trời con bởi chiếc cổ rồi mua ăn gì ghê vậy con thiệt thằng quá mà nắng mà ngu quý vậy sao giờ trời mở lên coi mở lên ẩm nó vô lấy xe ba còn nước giận gì nữa đừng nghe gì ba đừng có làm gì hoài vậy quay xe ra nhanh bởi chỉ cổ lên thầy ơi tốt đúng không quăng lại kiếm cái chỗ nhà đi luôn không có chỗ nhà đi vậy cầm máu chứ mấy dễ đi được mày chết mày hỏi nó chết mày hỏi nó chết Kêu xe lên đi nổ cháy cổ đi rồi trời bởi cái cổ nổ cái nóc luôn á trời tới
Ủa sao mày héo quay lúc đầu đi? Ủa, trước mày đâm tao đúng không? Mày kêu đâm hay tao đâm? Ừ mẹ tù đó con. Nghe miệng nói chuyện xui trời. Tưởng tượng cái cổ mà nổ cỡ đó còn sống. Sao nhà? Lộn về hiệp chứ bảo quản, hiệp chứ bảo trời. Mày ghê không? Trời, mày thấy tao diễn rồi mày đỉnh không? Má cái quần chưa giặt nữa. Ôi tay bị cái cổ mày xiết cổ ta. Cầm bó lại. Ok mọi người, mày cảm ơn cũng là khá hấp dẫn mọi người. Sao hồi nãy cũng cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà khi nó lên nó nhảy thì cái đụng dây gì nó đúng rồi. Đúng rồi, cái đó hợp lại. Em kêu chưa cầm máu không cầm trở đi xuống dưới là khỏi luôn á. Hợp lại á, mày ok á. Cái dân đường nó chết là để mẹ sống mình luôn á. Đây, đó. Mày là người chị bày bạ nha. Ôi chơi chút xíu làm gì chửi như vậy. Ok mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Mọi người thấy video này sao? Khá hấp dẫn đúng không? Ok rồi. Mọi người, các bạn cho gì hấp dẫn nữa thì mình sẽ. Sắp tới mình chấp tại sao cái quỷ lại mặn đó như mày vậy. Tôi nói rồi mày đi. Gửi riêng cho mình mọi người, còn giờ xin chào mọi người.